Lên núi đào vàng. Trưa trầy trưa trợt ra rồi mà mình vẫn còn ngủ hả? Cái gì thế? Mình ơi, dậy đi nào. Mình dậy ra đồng tháo nước vào ruộng, để tôi còn kịp cấy lúa chứ. Ôi dào, để tôi ngủ thêm chút nữa. Nhà bác Tư có nhà không? Xin hỏi, bác đây là... Hai bác không nhận ra tôi à? Tôi là Chu đây. Chu hàng xóm nhà bác đây mà. Ôi, đúng là bác Chu đây rồi. Ai ngờ, giờ lại sang trọng ai vậy thế chứ? Mời bác ngồi xơi nước. Tôi về đây trước là thăm lại họ hàng, làng xóm, sau là để trả món nợ ân tình với anh chị. Kể ra không có anh chị, chắc tôi không có ngày hôm nay. Nhờ công của vợ chồng tôi á, bác cứ đùa. Thế cô chú không nhớ à? Trước khi bỏ làng đi làm ăn, tôi có mượn của cô chú mấy đồng vàng. Giờ tôi xin gửi lại, biếu thêm cô chú một ít lấy vốn làm ăn. Ôi, sao nhiều thế này? Thấm tháp gì so với tài sản của tôi đâu. Bác không làm ăn phi pháp đấy chứ? Phi pháp cái gì chứ? Chú biết đấy, trước đây tôi nghèo nhất làng, một thước đất cắm dùi không có. Bây giờ chán quá bỏ nhà đi, ai ngờ lên núi lại may mắn đào được vàng. Thật? Thật thế hả bác? Thì vàng đây, bằng chứng đây nè. Cũng may, trước đây cô chú cho tôi vay tiền làm lộ phí, giờ mới được khấm khá thế này. Mình à, mình đi thịt con gà để anh em tôi nhắm rượu hàn huyên. Vâng, tôi đi ngay đây. Ăn đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi quyết tâm rồi, ngày mai sẽ lên núi tìm vàng. Ông điên rồi, lấy đâu ra vàng cho ông đào chứ? Đầy chứ đâu. Tôi nghĩ thế này, số tiền hôm nay bác Chu trả nhà mình, vợ chồng mình tậu thêm mấy mảnh ruộng, rồi chăm chỉ làm ăn, chả mấy mà có của ăn của để, phải đi đâu xa tìm vàng làm gì. Bà không muốn nhanh chóng giàu có như bác Chu à? Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường. Trời ơi, hú hồn, tí nữa thì mất mạng rồi. Sao thế này? Sao không thấy gì cả? Hết tiền lộ phí, vàng chẳng thấy đâu. Chỉ thấy vàng cả mắt. Thôi thì đành trở về quê nhà, còn hơn là chết vùi ở nơi đất khách quê người này. Ông tìm ai? Là ông phải không? Sao lại đến nông nỗi này? Là mình đấy ư? Tôi tiêu hết tiền lộ phí, vàng thì chẳng thấy đâu. Đói rét, may mà giữ được cái mạng nên quyết định về quê. Nhà ai mà đẹp vậy mình? Nhà của mình chứ đâu. Cái gì? Bà xây được cơ ngơi khang trang to đẹp thế này sao? Đúng thế, từ ngày ông đi, tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp, rồi có của ăn của để, ngày một khấm khá hơn. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ là đồ ăn hại. Mình thấy đấy, có phải ai đi tìm vận may cũng sẽ gặp đâu. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ sẽ tạo ra vận may. Cảm ơn mình, tôi hiểu rồi. Thôi vào nhà đi nào, mình về là tốt rồi. Món quà từ người lạ. Dựa theo một câu chuyện có thật về cậu bé Caden Devenis sinh sống tại Utah, nước Mỹ. Đây là tiền công của cậu. Ồ, những 80 đô. Bà có nhầm lẫn không ạ? À? Không nhầm. Tôi đã kiểm tra và thấy cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Toàn bộ cây cảnh cũng như cỏ dại trong vườn nhà tôi đã được cắt tỉa rất sạch sẽ. 20 đô la là tôi thưởng thêm cho cậu. Dạ, cảm ơn bà. Lần sau nếu có cần, bà cứ gọi cho cháu nhé. Chắc chắn rồi.
Hôm nay con đã nhận được tiền công làm vườn cho bà Lisa rồi đấy. Bà ấy còn thưởng cho con 20 đô la cơ. Tốt quá rồi con. Cuối cùng thì con cũng tự mình làm ra tiền rồi. Sau này con có thể đỡ đần cho mẹ. Ôi, Martin của mẹ đã lớn thật rồi, biết lo cho mẹ nữa. Mẹ, tuần tới con định tranh thủ kỳ nghỉ hè đi đánh cá với anh Moonlin. Con nghĩ sẽ kiếm được kha khá đấy mẹ ơi. Mẹ cho con đi nhé. Ra khơi sẽ rất vất vả và có thể gặp nguy hiểm đấy con à. Mẹ đừng lo, anh Moonlin bảo không vất vả lắm đâu. Ngược lại còn rất vui vì sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Con chỉ đi một tuần thôi mẹ ơi. Ừ, xem lúc đó thời tiết thế nào rồi tính con. Martin, con đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai ra biển đây à? Sao mọi thứ lại ngổn ngang thế kia? Mẹ có nhìn thấy chiếc ví của con không ạ? Ví nào cơ? Mẹ không thấy. Vậy là xong rồi. Có chuyện gì thế con? Con nghĩ là mình đã làm rơi mất ví mẹ ơi. Mất ví? Trong đó có những gì? Con đã tìm kỹ chưa? Con đã tìm khắp căn phòng này rồi nhưng không thấy. Trong đó có toàn bộ số tiền 80 đô con kiếm được, kèm cả giấy phép đánh cá nữa mẹ ơi. Thôi nào con trai, con thử cố tìm lại một lần nữa xem. Vô ích mẹ ơi, con đã tìm rất kỹ rồi. Hôm nay con đã đi những đâu, liệu con có để quên ở đâu không? Hôm nay con ghé qua khu vui chơi để tìm bạn Carit. Trước khi đến đó, con vẫn cầm ví mà. Có khi nào con sẽ đến đó tìm mẹ ơi. Nhưng đã khuya rồi mà con. Nhất định con phải tìm bằng được chiếc ví đó. Kìa, Martin. Xin bác hãy cho cháu vào. Chỉ một lúc thôi ạ. Cháu cần tìm lại đồ của cháu. Đánh rơi từ sáng đến giờ thì chắc gì đã còn. Cậu có tìm cũng vô ích thôi. Cháu sẽ tìm được. Chỉ xin bác cho cháu vào thôi ạ. Một lúc thôi nhé. Ta còn phải khóa cửa đi ngủ nữa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mình đã tìm khắp nơi mà không thấy. Có khi nào nó rơi xuống hồ không nhỉ? Martin, con định nhảy xuống hồ sao? Con đã tìm khắp khu vui chơi rồi mà không thấy mẹ ơi. Con chỉ muốn thử xem nó có rơi dưới đáy hồ không thôi ạ. Trời đất, con thật là ngốc. Chỉ vì cái ví đó mà con định nhảy xuống sao? Con có biết bơi đâu. May mà mẹ đã đi theo con, chứ không thì... Thật sự cái ví đó rất quan trọng với con mẹ ơi. Con không thể mất nó được. Thôi nào con trai, sau này con vẫn có thể kiếm tiền để đi mà. Con xin lỗi mẹ. Con đã nghĩ là mình có thể dùng số tiền đó ra khơi đánh cá để kiếm một khoản giúp mẹ trả nợ và cũng để mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Con đúng là một đứa vô dụng mà. Con trai của mẹ à, mẹ hiểu mà con. Martin, quản lý ở khu vui chơi vừa gọi điện cho mẹ. Họ đã tìm được ví của con rồi. Thật thế sao mẹ? Bằng cách nào ạ? Tối hôm qua, mẹ đã đăng câu chuyện của con lên Facebook với hy vọng người tốt nào đó nhặt được sẽ mang trả lại cho con. Không ngờ lại có kết quả sớm như thế. Mẹ con mình cùng đi nào. Yeah, tuyệt quá. Đồ của nhóc đi, mở ra xem có thiếu thứ gì không. Dạ. Ơ, đây đâu phải ví của cháu ạ? Rõ ràng sáng nay có một người đàn ông trung tuổi đã mang chiếc túi này đến cho tôi và nói gửi cho cậu bé Martin Killer mà. Với lại của cháu chỉ có 80 đô, ở đây có tận 120 đô cơ. Trong đó có một phong thư, con thử mở ra coi. Chào anh bạn nhỏ, hãy mua ví mới, giấy phép đánh cá và tận hưởng nhé. Tôi đã đọc câu chuyện không may của cậu trên Facebook. Nó thật giống với những gì tôi đã trải qua thời trẻ. Vì vậy, tôi tặng cậu số tiền này. Hy vọng cậu thực hiện được ước muốn của mình. Nếu chiếc ví của cậu thực sự được trả lại, hãy dùng số tiền đó để giúp đỡ những người khác nhé. Mẹ, thế là sao ạ? Nghĩa là ngoài xã hội này, còn rất nhiều người tốt con à. Người đàn ông đó đúng là một người tốt. Cậu bé may mắn lắm đó.
mẹ, nếu sau này có cơ hội gặp được người đó, con nhất định sẽ gửi đến ông ấy một lời cảm ơn chân thành nhất. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi lại cho ông ấy. Nợ. Bà ơi, bà có thư này. Cảm ơn cháu. Để bà xem ai gửi nào. Gửi bà Nguyễn Cẩm Tú, người gửi Phong. Phong ư, cuối cùng thì ông ấy cũng hồi âm. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hai con của chúng ta đã đỗ đại học nào. Vô! Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cháu Tú. Nếu không con bé đã chẳng có ngày hôm nay. Ngày cháu Tú bị tái phát bệnh tim, nhờ có anh chị mà cháu nó mới qua khỏi cơn nguy kịch. Chứ lúc bấy giờ, vợ chồng tôi lo sao nổi chi phí chữa bệnh cho cháu. Món nợ này, chúng tôi và cháu Tú sẽ không bao giờ quên. Ôi dào, ngày vui thế này mà vợ chồng cậu cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì? Chúng ta là bạn chí cốt từ nhỏ. Tôi luôn coi cháu Tú như con mình. Hai gia đình chúng ta có gì mà phải khách sáo. Thật may khi các con cùng đỗ một trường, lại còn cùng một lớp nữa chứ. Các con phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Thằng Phong nó mãi chơi, Tú để ý hộ hai bác nhé. Dạ vâng ạ. Ê Phong, tối nay vẫn lịch đi nhảy chứ? Nhưng mà ông bà già dạo này cắt giảm trợ cấp rồi, hẻo quá. Thôi đi đi, tối nay bọn này bao là được chứ gì. Phong, Phong ơi. Nhóc quản gia đến kìa. Bọn tôi đi đây, cứ thế nhé. Cậu vẫn giao du với đám bạn đó hả? Suốt ngày tụ tập đi ba chơi bời, ba mẹ cậu biết sẽ buồn lắm đó. Cậu là gì mà suốt ngày quản tôi thế? Việc tôi làm không liên quan gì đến cậu hết, hiểu chưa hả? Ờ này, Phong. Thưa thầy, hôm nay em bị mệt, xin phép thầy cho em nghỉ tập. Được rồi, nếu mệt thì em có thể nghỉ. Dạ. Lấy tiền đâu mà đi chơi bây giờ? Phong, cậu đang làm gì vậy? Cậu giấu giếm cái gì sau lưng thế? Tôi chẳng làm gì cả. Cậu đã lấy trộm đồ của người khác, tôi nhìn thấy hết rồi, hãy trả lại đi. Cậu nói gì? Tôi mà phải đi lấy trộm đồ của người khác ư? Ba mẹ của tôi rất giàu, họ có đủ tiền để cứu sống cậu cơ mà. Huống chi là vài cái thứ đồ vặt vãnh này. Mà nếu tôi có lấy thì sao nào? Cậu sẽ đi tố cáo ư? Cậu quên là cha mẹ tôi là ân nhân của cậu và gia đình của cậu rồi sao? Cậu đừng có xí mũi vào chuyện của người khác nữa được không? Chiếc đồng hồ của mình đâu rồi? Có chuyện gì thế? Chiếc đồng hồ quà của ba tớ, rõ ràng tớ để trong ba lô trước khi ra tập thể dục, giờ không thấy đâu cả. Sao thế được? Chắc cậu để rơi đâu đó rồi chăng? Đúng đấy, chắc là cậu đánh rơi ở đâu đó thôi, chứ cái đồng hồ đáng là bao, ai mà thèm lấy. Cậu nói dối, chính cậu đã lấy nó. Cậu nói gì cơ? Phong đã lấy chiếc đồng hồ, chính tớ tận mắt trông thấy. Nếu không tin, mọi người có thể kiểm tra túi áo của Phong. Là Phong ư? Chẳng phải nhà cậu ấy rất giàu sao? Cậu giỏi lắm. Chúng tôi nghe nói cháu Phong... Đúng vậy. Phong nó bị tố cáo tội trộm cắp và đánh nhau trong trường nhiều lần. Thằng bé bị bắt đi trại giáo dưỡng rồi. Gia đình tôi không muốn tiếp ai cả. Xin lỗi anh chị. Sao con lại làm thế? Dù sao họ cũng là ân nhân của nhà ta. Đến nước này thì làm sao còn mặt mũi nào gặp người ta nữa hả con? Con chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Vậy mà con xin lỗi. Cảm ơn bà vì ngày ấy. Ngày tôi vào trung tâm giáo dưỡng, ở trong đó tôi đã được giáo dục nhân cách. Tôi đã gặp được một tình nguyện viên tốt bụng, giúp tôi tìm lại được chính mình. Nếu ngày ấy bà bao che cho tôi, thì tôi còn sa đọa trong những thói hư tật xấu, và cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Cuộc đời này có một người bạn như bà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy chục năm rồi, giờ tôi mới nói được với bà điều này. Cảm ơn bà rất nhiều.
Tình yêu diệu kỳ. Ở một thị trấn cao nguyên nọ, có hai ông bà lão sống với nhau rất hạnh phúc. Họ cũng có nỗi luyến tiếc khi phản phất đó là không có con. Dẫu vậy, tình cảm họ dành cho nhau luôn nồng ấm. Mừng 50 năm ngày cưới, chúng ta chỉ có rau và trứng gà thôi hả bà? Ờ nhỉ, 50 năm rồi đây, chả lẽ làm đại tiệc rau ông nhỉ? Hay là thế này, lát nữa tôi và ông sẽ lên chợ ở khu trung tâm thị trấn tìm mua thêm đồ nghe. Tôi đồng ý, chúng ta cũng chẳng vội gì, vậy cứ thong thả đi xe buýt bà nhé. Đúng rồi, tôi cũng thích đi xe buýt mà. Tôi biết ông đang nghĩ cái gì rồi. Những dịp kỷ niệm thế này, giá mà có con cái để chia vui á thì tốt biết mấy. Nhưng ông đừng có buồn nữa nghe. Tôi biết mà, hôm nay chúng ta sẽ tìm mua một món lưu niệm thật ý nghĩa bà nhé. Nhất định rồi. Đến chợ rồi bà ơi. Chúng ta sẽ chọn một món đồ thật xinh nhé. Bà ơi, bà lại xem bức tượng khá đẹp nè. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà! Bà đâu rồi? Làm sao tôi tìm được bà giữa biển người đông đúc này? Ông à, cháu đã nhận lệnh của cảnh sát trưởng. Đội của cháu đã chia đi tìm bà rồi. Xin ông đừng lo. Bây giờ chúng cháu sẽ đưa ông về nhà để đợi bà ông nhé. Chúng tôi lạc nhau trong chợ thị trấn khi đang cùng nhau mua đồ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi đã tìm khắp chợ nhưng không thấy bà ấy đâu. Hứa với tôi, anh nhất định phải tìm được bà ấy. Chúng cháu sẽ sớm tìm thấy bà thôi ông ạ. Ông đừng lo lắng, bà sẽ trở về nhà mà. Anh cầm lấy bức ảnh này. Ảnh này chụp cũng khá lâu rồi, nhưng bà ấy vẫn thế, không thay đổi là mấy. Tên bà ấy là Trúc Chi. Dạ, cháu nhất định sẽ tìm được bà về. Bà lão có lẽ bị lẫn thôi, không thể có chuyện bà lão buồn hay nghĩ quẩn gì được. Chúng ta sẽ tiếp tục chia nhóm tìm kiếm ở các con đường dẫn ra từ khu chợ. À, tôi có thấy bà lão. Bà ấy đi qua cầu sang bên kia sông cơ. Trông bà ấy đi điềm tĩnh lắm, không có vẻ là bị lạc đâu. Trời, bà lão đi về phía bên kia sông ư? Lẽ nào... Mọi người mau qua cầu đến ngay bên kia sông, khẩn trương lên. Bà ơi, bà là Trúc Chi có phải không ạ? Đúng rồi thưa anh. Cụ ông đang tìm bà khắp nơi đấy ạ. Ông lo lắm. Ừ, tôi biết mà. Ông ấy sẽ lo lắm. Đã 50 năm chúng tôi sống với nhau chưa bao giờ cách mặt. Dạ, bây giờ bà theo chúng con về bà nhé. Tôi muốn lạc khỏi ông ấy chỉ trong vài tiếng thôi. Rồi tôi sẽ về nhà mà. Nhất định phải về chứ. Xin anh hứa với tôi, đừng nói với ông ấy là tôi muốn đi lạc khỏi ông ấy, dù chỉ vài tiếng thôi, bởi vì ông ấy sẽ không yên lòng được đâu. Chẳng giấu gì anh, hôm nay chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, chúng tôi không có con cái chia vui cùng. Tôi biết không nói ra nhưng ông ấy rất là buồn. Hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho ông ấy, lạc mất tôi rồi lại tìm thấy, ông ấy chắc chắn sẽ vui. Nỗi buồn kia sẽ vơi đi phần nào. Bà ơi, cháu làm trong ngành đã lâu, đi tìm rất nhiều người bị lạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cháu được chứng kiến một câu chuyện thật cảm động. Một lý do ân tình đến vậy à? Cảm ơn cháu. Cháu à, đời người ta có hai lần trẻ nhỏ. Ta trở thành trẻ nhỏ lần thứ hai là khi đã luống tuổi về già. Hôm nay có thể cháu sẽ thấy bà ngây ngô giống như trẻ con vậy, nhưng bà có thể làm bất kể việc gì để đổi lấy dù chỉ một niềm vui nhỏ bé cho ông ấy. Bởi những kỷ niệm thế này sẽ không còn nhiều nữa.
cháu nhớ đừng có nói với ông ấy nhé. Cháu hiểu ạ, bà yên tâm bà nhé. Cháu sẽ thưa với ông là bà bị đám đông đẩy đi nên bị lạc. Nhưng bà phải hứa với cháu không đi lạc thế này nữa đấy bà nhé. Ông lo cho bà lắm ạ. Nhìn ông lúc đó đứng cô đơn một mình bên đường, chúng cháu đều không kìm được nước mắt. Cháu có thể đưa bà vào chợ không? Bà phải mua thứ gì đó để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Bà không muốn đi lạc nữa. Dạ, nhất định rồi ạ. Nếu ông bà không phiền, cháu rất muốn được tham dự vào bữa tiệc hạnh phúc ấy, được không ạ? Ừ, được chứ. Ông bà rất vui nếu cháu muốn. Lần sau đi đâu, bà nhất định không được buông tay tôi ra đấy. Tôi biết rồi mà. Cháu tặng ông bà, dù bó hoa này cũng không thể tươi thắm bằng tình cảm của ông bà dành cho nhau được. Ừ, cảm ơn chàng trai tốt bụng. Sau 50 năm, ông bà lão lại một lần nữa tìm thấy nhau. Bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới tối hôm đó của họ nhân thêm nhiều hạnh phúc. Hành trình máy bay giấy. Phương ơi! Chết, ba lên rồi. Phương, ba định đi chợ bây giờ, con muốn ăn gì nào? Con ăn gì cũng được ba ạ, miễn là ba nấu con đều thấy ngon hết. Cái con bé này, con cũng biết nịnh cơ đấy. Thế thì hôm nay ba sẽ nấu món sườn xào chua ngọt nhé. Hoan hô ba, đúng món con thích luôn. Ở yên đây nhé. Xin chào thành viên mới. Xin chào các bạn. Không ngờ là ở đây có nhiều máy bay như thế. Không những nhiều mà chúng ta đều có chung một nguồn gốc nữa cơ đấy. Chung một nguồn gốc? Đúng thế, chúng ta được gấp từ những bức tranh của cô chủ. Thế nên chúng ta mới có những họa tiết thú vị này trên mình nè. Ồ, phải rồi, mới vừa nãy thôi, mình vẫn còn là một bức tranh. Nhưng sao cô chủ lại gấp chúng ta thành máy bay nhỉ? Đó là một câu chuyện dài. Cô chủ bộc lộ năng khiếu vẽ tranh từ rất sớm. Mẹ cô chủ cũng là một người yêu thích nghệ thuật. Bà ấy rất vui vì con gái có năng khiếu nên đã dẫn cô bé đến nhà một người bạn quen để bồi dưỡng thêm. Chẳng ngờ rằng tình cảm của bà ấy với người đàn ông kia lại tiến triển vượt quá giới hạn. Và rồi họ đã đến với nhau. Trời, vậy còn cha con cô chủ thì sao? Hay... Chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời này. Ba mẹ cô chủ đã không thể hàn gắn được nữa. Còn cô chủ đã chọn sống với ba mình. Tội nghiệp cô chủ quá. Cô ấy vẫn thường tự trách mình vì nghĩ rằng là do mình thích vẽ tranh nên bà chủ mới gặp gỡ người đàn ông kia. Cũng chính vì thế mà cô chủ dù vẫn rất thích vẽ tranh nhưng mà không bao giờ cô ấy thể hiện điều đó trước mặt ông chủ nữa. Cô ấy sợ sẽ làm ông chủ buồn. Thôi, nghĩ mãi những việc đó làm gì cho nặng đầu. Em chỉ mong chóng đến ngày được đi ra khỏi chiếc hộp này để nhìn ngắm thế giới cho thỏa thích thôi. Ở mãi trong xó hộp này chắc chết đi được. Cha, hôm nay gió to, thế nào cô chủ cũng thả máy bay đấy. Thế là có cơ hội được ra ngoài rồi. Ôi, thế là cậu được chọn bay rồi, thích thế. Máy bay ơi, hãy mang bức vẽ này đi thật xa nhé. Mang theo cả tình yêu với hội họa của ta đi. Để ta không còn thích vẽ tranh nữa. Như thế thì ba sẽ không buồn nữa. Kia chẳng phải là ba của cô Phương sao? Ủa? Suýt tí nữa thì bị ba nhìn thấy rồi. Ủa? Cậu lại trở về rồi sao? Các bạn ơi, mình đã hiểu lý do cô chủ gấp chúng ta thành máy bay rồi. Mình vừa nghĩ ra một cách này có thể giúp được cô chủ. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời đấy. Thay vì được ngắm nhìn thế giới, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc nơi xó đường. Cô chủ rất có tài, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn cô ấy đánh mất dần niềm đam mê của mình mà không làm gì? Hơn nữa, đây chắc gì đã là điều ba cô ấy muốn. Dù sao máy bay giấy như chúng ta cũng không thể bay xa được. Thay vì bay đi nơi khác, hãy cùng nhau làm một việc ý nghĩa vì cô chủ. Nhất trí. Thẳng tiến.
Chúng ta thành công rồi. Cuối cùng thì cũng đến được chỗ ông chủ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.